Ta nói ở nhà có hai đứa con gái mà đứa nào cũng đam mê tốc độ hết mọi người ơi. Rồi hai chị em tối ngày cứ dành nhau một chiếc xe vậy á, nên là thôi hôm nay tôi quyết định mua cho Cherry một chiếc xe đồ chơi mới. Xe đồ chơi này mình mua ở shop Bomber nha mọi người. Cherry nhìn vào cái hình chữ cái hùng á, Cherry biết là hôm nay được tặng xe nè, cho nên nó là biết chạy đi lấy cái nón luôn á nha. Dạo này á, tính cách của Cherry được cải thiện dần rồi mọi người ơi, biết phụ giúp cha mẹ việc nhà với lại không còn quýnh em nữa. Bản thân mình làm cha làm mẹ thấy cũng vui lắm luôn á. Cherry thích chiếc xe này lắm bởi vì mình chọn đúng cái màu sắc mà con bé thích luôn. Ở trên mạng á, ai nói gì thì nói, mình chỉ cần biết á là mình sống hết mình vì vợ vì con là được rồi. Chứ nếu mà mình đi làm hài lòng tất cả những cái bình luận đấy thì họ cũng đâu có cho con mình được một bữa ăn sáng đàng hoàng đâu. Trong khi vẻ bề ngoài của mình nó có khuyết điểm, bản thân mình cũng đâu có muốn đâu mọi người ơi. Nhưng mà vẫn có nhiều người dùng cái vẻ bề ngoài để làm cán cân cho sự trưởng thành. Thời gian đầu khi mà đọc được những cái bình luận đó thì thật sự mình có cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà cái nỗi buồn nó lại là cái động lực để giúp cho mình cố gắng hơn nữa, khiến mình cảm thấy mạnh mẽ hơn và có thêm nhiều động lực hơn để cố gắng cho bản thân và gia đình của mình. Lê Huy một buổi cũng đã lắp xong xe cho Cherry rồi nè. Vừa lắp xong là hai chị em lấy xe ra đua luôn nè mọi người. Gọi là đua mà chân bà Ivy ngắn quá nên tôi phải đứng tủ giác như thế này cả buổi luôn nè mọi người. Mệt lắm luôn á, nhưng mà thật sự rất là vui bởi vì đây sẽ là những kỷ niệm đẹp giữa mình với con. Để sau này mình già bạc đầu mình lấy những cái video này ra mình coi lại, tự dưng nói tới đây mà thấy rưng rưng nước mắt luôn á. Được ba dắt một hai dòng sướng quá nên bạn Ivy quyết định bỏ chân lên làm ta đua cử phách luôn nè. Thật sự mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của con là giống y như rằng mọi cái muộn phiền hay là mệt mỏi đều tan biến hết luôn á mọi người.